Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Cận cảnh Sacha 1/10 độ cực đỉnh xứng danh King Up. Cái chiếc Sacha 1/10 là phiên bản nhập khẩu có mặt ngoại hình tương tự cái chiếc Raider 1/10 của Việt Nam. Cái dòng xe Hyper Unibon nhanh chóng lấy được cái lòng người tiêu dùng bởi cái sức mạnh khủng khiếp từ khối động cơ DOC mà nó đem lại. Chiếc xe độ clip hôm nay thuộc sở hữu một cái bạn tên là Cao Thắng, một chàng trai đam mê độ xe và thích mang đến nhiều cái sự khác biệt cho con chiến mã của mình. Cái điểm nhấn đầu tiên là một bộ cụm công tắc được người chủ lấy từ cái dòng Ducati hiện nay có mức giá tầm 2,5 triệu đồng. Cái điểm nhấn của bộ cụm tay này có thiết kế nhỏ gọn, được trang bị rất nhiều nút cho anh em tha hồ chơi cháo. Và bên cạnh đó còn có một cái cụm tăng tốc tắt tiếp. Đây là một món đồ chơi đến từ Nhật Bản có mức giá thành là cực cao, nên hiện nay còn rất ít người tiêu dùng dám chơi. Cái bên trái là cụm công tắc CB600 5F có mức giá thành tầm 1,5 triệu đồng, được sử dụng rất nhiều trên những dòng xe là Sonic, Biro và nay là trên những cái mẫu Suzuki Sacha. Ngoài ra cái chiếc xe này còn dùng trên mình cái tay còn của Rainbow Bliss. Đây là một cái sản phẩm Rainbow của Sherman được sản xuất theo công nghệ quý, nên mức giá thành của nó là hơi cao, không thua kém gì những mẫu tay dầu mà ta được thấy. Trang bị thêm cho con chiến mã này là cụm thắng của Rainbow Bliss với mức giá khoảng là 10 triệu đồng một tay. Sản phẩm này có phần cụm được gia công bằng công nghệ CNC vô cùng tinh xảo, đi kèm nhiều hiệu năng ưu việt và làm cho cái sản phẩm này luôn là món đồ chơi được yêu thích nhất hiện nay. Xung quanh cái dàn chỉ đông gọt ốc thì nằm được biện phân lên cái màu titan vô cùng nổi bật. Ấn tượng nhất là phần ghế đông này cái trợ lực Moto. Theo chia sẻ từ người chủ, nó là cái sản phẩm có mức giá khoảng 13 triệu đồng cây. Điểm nhấn cái phần ti đen rất to, tạo một cảm giác vô cùng cứng cáp cho người nhìn. Khác với những cái heo dầu 4X tối xứng mà ta được thấy, heo dầu lần này người chủ đã dùng cái dòng là AB Racing, có hai mặt piston hoạt động độc lập. Vì vậy, cái phần dầu heo được chia làm hai nhìn cũng rất là hài não, cầu kỳ nhưng rất là có cách. Bên cạnh đó còn cái đĩa của Rainbow được tính toán để cẩn thận về cái mặt thất lòng ở bên trong, để khi bắt giật mâm Dana sao cho thẩm mỹ nhất và đảm bảo đúng kỹ thuật nhất. Có combo cái dàn chân sau của chiếc Sacha độ này không hề kém cạnh gì khi người chủ đã dùng cái bê đặt Rainbow quần dầu liền logo trắng, có lực phanh làm mạnh, ngoại hình cũng đẹp, kết nối với heo dầu của AB Racing Hybrid ở sau bằng một cái sợi dầu heo được bấm ngắt dầu CNC ôm theo đúng kích thước ốc dầu, hạn chế cái tình trạng uốn cong hoặc là gãy dây trong quá trình sử dụng. Một bản độ khủng khiếp như thế này, tất nhiên việc trang bị một cây cuộc sọc ni trên cũng là một điều dễ hiểu. Sổ trên mình mức giá hơn là 20 triệu đồng. Cái giảm số này một món đồ chơi phải nói chỉ dành cho giới thượng lưu, dám chịu chi mới dám dụng. Và giá của chiếc Sacha 1/10 2/9 hiện nay rơi vào tầm 52 triệu đồng. Gia động theo từng màu sắc, mức giá trên chưa bao gồm thuế ra biển số. Hiện nay đang được phân phối tại các hàng bán xe tư nhân. Đây được xem một mức giá bán rất ấn tượng, hấp dẫn để sở một chiếc xe nhập khẩu trực tiếp từ Honda Indo. Vespa Supreme đánh tan phong cách cổ điển với cái dàn ốp tình châm cũ. Supreme là một cái dòng xe tay ga cổ điển hút được rất nhiều người dùng bởi cái nét đẹp nam tính, góc cạnh, ốp cụm đèn pha vuông đem lại. Không những thế, ở phiên bản mới này cái chiếc xe còn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại và khắc phục hầu hết những vấn đề kể trên của phiên bản cũ, làm cái dòng xe tay ga này bỗng nhiên trở thành một cái dòng xe hot sau bao nhiêu năm tháng dài bị người tiêu dùng đánh giá là không tốt. Chia ra khoản tiền tầm là hơn 20 triệu đồng để trang bị một cụm tay thắng Rainbow Bliss nhằm kiểm soát hành trình phần trước và sau. Tiếp dùng ở đó là ốc P5 và Taiwan có mức giá cực cao, giúp cho cặp tay này thêm một cái chút điểm nhấn và được người chơi chú ý nhiều hơn. Ở dụng cho mình cái cụm tăng tốc Domino để cút ngắn hành trình cho chiếc xe để bay nhanh hơn. Bên trái còn có thêm kính gù CIC làm chuyển cho chiếc xe thêm chút lực cổ điển. Trang bị trợ lực Matrix kẹp sườn với hành trình 100, với hành trình là 16 lớp chỉnh đầu cho phần ổn định hơn và chống sàn cắt rất tốt chiều cao. Phát chữ trợ lực được làm bằng luyện titan vô cùng nổi bật. Cái dàn chân trước có dùng cho mình cái đĩa của Rakotex đi cùng với cái chú heo dầu Rainbow B424 với cấu tạo 4 bit tới xứng, sở hữu mức giá gần là 20 triệu đồng. Mẫu heo này vẫn còn rất lạ lẫm với anh em chơi xe ở Việt Nam.
Món đồ chơi này đang dần được ưa chuộng nhiều hơn ở nước ta sau khi những tay chơi đã quá nhàm chán với mẫu quen thuộc như Playmobil hay là Motoba. Cái dàn chân trước dùng cho mình phục Hollin phiên bản được sản xuất dành riêng cho những chiếc Vespa sử dụng mà không cần cắt hàng chế cháo một cái chiếc nào. Số cái chiều cao là 270mm để tăng cái độ giảm sóc và thẩm mỹ cho cái dàn chân sau của chiếc xe cừng. Trang bị cái phục Hollin bình dầu rời, một thương hiệu đồ chơi đến từ Điển, giúp cải thiện được giống êm ái và bên cạnh đó còn cải thiện cái khả năng giảm sóc. Cái dòng phục này có chiều cao là 382mm. Dòng phục có được người chủ không phải lo ngại vấn đề chế cháo hay làm cái chân mới cũng rất phức tạp. Cái nấm chỉnh nguyên bản được thay thế bằng cái đệm nhôm CC cho chiếc xe kiến trúc hài hòa và tinh xảo. Cái dàn chân sau nhìn rất là đẹp và tinh tế với cái chú heo dọc Rainbow HLC, một món đồ chơi huyền thoại sổ mức giá khoảng là 30 triệu một con. Mức giá là vô cùng khủng khiếp, phải nói giá trị cũng tương đương một cái chiếc tay ga tầm trung ngày nay. Hai thở được ấn định bằng cái ô Anubis Full System cho cái chiếc Vespa Supreme với âm thanh quy lực mỗi khi chủ nhân lên cái lớn. Bên cạnh đó, cấu tạo đặc biệt của bô sẽ cho một trọng lượng nhẹ hơn zin và cho khả năng chống nóng là rất tốt nên không cần cốp bô. Sản phẩm được tính toán rất nhiều giúp cho xe tăng một mã lực nhất định mà không làm bị hụt hay bất hậu khi xe di chuyển. Và giá của Supreme 2009 rơi vào tầm là 77.500.000 đồng. Mức giá trên chưa bao gồm có thuế ra biển số. Cảm ơn bạn theo dõi clip này đã trực tiếp, nhớ like, subscribe.